Và Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Đến với Festival Sinh vật cảnh Thủ đô 2024 có một cái tác phẩm rất đặc biệt mà nhiều người đứng xem rất là trầm trồ, đưa những cái khán giả về với hoài niệm, về với những cái năm tháng xa xưa. Đó là hình ảnh của cối xay lúa, của cái lu đá để chúng ta thường là lấy trâu lấy bò kéo để gọi là tuốt lúa đấy, cho nó rụng lúa ra ở sân kho này. Đấy. Đó là tác phẩm là một cây xanh có tên là Hồn quê đất Việt, cối xay lúa, nỗi vất vả của người nông dân ngày ấy thực sự đáng trân trọng. Và cái chậu của tác phẩm này cũng hình ảnh là của cái vỏ bên ngoài của cái cối xay lúa. Đó là tác phẩm chủ nhân của ông Đào Nhất Hoa, đến từ xã Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương. Đây là số điện thoại. Hai cái chi tiết này chúng ta đã gợi nhớ về những cái năm tháng xa xưa, những cái nỗi vất vả của người nông dân. Làm ra hạt lúa rồi nhưng mà lại sử dụng những hạt lúa đó để cho chúng ta những cái bát cơm thơm, ngon, trắng, dẻo thì phải có cối xay lúa, cối giã gạo. Chứ lấy đâu ra máy sát điện với các loại hình thức như bây giờ. Và bây giờ tôi cũng giới thiệu qua về một cái cây xanh rất đặc biệt, đó là có tên là cối xay lúa như thế này. Nguyên bản là một cây đã tràn một cái cối, nhưng mà cối này là cối đá giã gạo. Và đấy, theo cái chia sẻ của ông Đào Nhất Hoa, chúng ta cùng nghe một cái tâm sự, cái chia sẻ của ông. Vâng, xin mời ông. Vâng, xin chào bác Đỗ Sinh nhé. Chào tất cả anh em sinh vật cảnh trên cả nước. Thì có về cái tác phẩm cối xay lúa thì là cũng nhiều anh em cũng đã chiêm ngưỡng, và cũng nhiều người thì cũng chỉ chiêm ngưỡng qua những cái video của các bác. Vâng. Chưa được thực tế thì lần này thì cũng nhân cái festival sinh vật cảnh thủ đô thì rất là vinh dự được các bác mời đến để tham dự trưng bày, làm trong cái top trưng bày cái khu 70 tác phẩm. Và đẹp quá. Cho các bác là các vùng miền đến tham quan triển lãm, xin lỗi thực tế. Tác phẩm này thì nó cũng là một cái tác phẩm thực sự là nó là cái tâm huyết nhất của các bác sinh đấy. Và tuyệt vời nhỉ. Tôi thấy ông Đào Nhất Hoa cũng rất là cầu kỳ. Phía dưới chúng ta thấy có cái sân gạch không? Đấy. Trên đó là cái bục bằng gỗ để đặt cái cối xay lên, thì chính là đặt cái tác phẩm xanh lên. Và Đỗ Sinh cùng các bạn đi xung quanh để quan sát cái bệ của cây xanh tràn ôm cái cối đá, cối giã gạo. Và cây xanh dòng xanh quê mà lá rất nhỏ, rất đẹp đấy các bác này. Đấy. Và ngoài cái tác phẩm xanh cối xay thì còn mấy tác phẩm trong đợt này ông mang đi đấy? Đợt này thì em mang hai tác phẩm. Hai tác phẩm. Cây cối xay và cây nào nữa? Vâng. Thế còn xung quanh đây là chỉ có một tác phẩm này thôi à? Vâng. Các bạn trẻ thì cái giai đoạn bây giờ là công nghệ máy móc hết rồi, các bạn không biết là tuổi anh em mình trở lên đã chứng kiến gian khổ lắm rồi, rất là
đẹp quá, rất là trân trọng đấy. Và một cây xanh tràn một cái cối giã gạo, sau đó được làm một cái chậu rất giống một cái cối xay, dưới lại mô phỏng một cái trụ đá để chạy trên sân kho dằn lúa cho nó rụng ra. Phải nói là tuyệt vời rồi. Xin cảm ơn ông Đào Nhất Hòa đã có những cái chia sẻ về cái tác phẩm rất là ý nghĩa của mình. Vâng, xin chúc ông đang sở hữu một cái tác phẩm rất quý, nhiều ý nghĩa. Những người đến đây thưởng thức đều như là chúng ta trở về được với cái hoài niệm, với những cái quá khứ, những cái nỗi vất vả nhọc nhằn của người nông dân, thực sự là đáng trân trọng. Vâng, xin cảm ơn ông nhé. Cảm ơn bác sĩ nhé. Chào tất cả anh em. Vâng. Vâng, chia tay với cối xay lúa, chúng ta đến với một số những cái tác phẩm mà theo tôi được biết thì đến từ Ninh Bình, không biết có đúng không? Vì lúc đi qua xe đây, các anh nói là khu vực này có mấy tác phẩm của Ninh Bình. Vâng, đây là tác phẩm Duối này. Tác phẩm Duối có tên là Danh Gia Vọng Tộc. À đúng rồi, của nhà vườn ông Thành Vàng đến từ Ninh Bình này. Danh Gia Vọng Tộc 1, 2, 3, 4, 5. Và chắc chắn là ngũ đại đồng đường rồi. Chờ tí khoảng 10 phút là về. Anh báo lái xe chưa? Vâng, cứ 10 phút nữa là tôi dừng máy. 10 phút nữa tôi dừng máy. Và chúng ta ngắm tổng thể Danh Gia Vọng Tộc một lần nữa để di chuyển đến với một tác phẩm đa. Và một cây đa nói chung là làm ra thì rất khó rồi. Mà chủ nhân đã tôi luyện đã làm được đến như thế này, gọi nó là rất là trân trọng đấy. Bởi vì dăm đa mà làm thì có lẽ cả đời người luôn đấy, chưa chắc đã xong, đã có một cái bộ dăm đẹp và dày. Vâng, tác phẩm đa là Độc Thụ Lưu Quang của Vũ Minh Châu.